Sáng nay, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tới dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện cùng đông đảo con em quê hương. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Yên Mô đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Phần thưởng trị giá 300 triệu đồng của huyện cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Khánh Thượng. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Yên Mô đã trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô. Khánh Thượng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 3 năm, Đảng Bộ và Nhân dân xã Khánh Thượng đã nỗ lực phấn đấu, huy động tối đa mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí. Qua công tác thông tin tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên, cùng góp công góp sức, tin của, nguyên vật liệu để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Đến nay tổng kinh phí đã huy động cho chương trình là trên 325 tỷ đồng. Việc huy động nhân dân đóng góp đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch, hợp với sức dân. Các hộ nghèo, hộ chính sách được miễn giảm. 100% tuyến đường được bê tông hóa, trồng cây xanh tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Các công trình trường học, nhà văn hóa xóm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Trong phát triển kinh tế, cùng với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Khánh Thượng đã duy trì các nghề truyền thống như dệt chiếu, mộc, nề, cơ khí, qua đó tạo việc làm cho lao động địa phương và nâng cao đời sống nhân dân. Trên địa bàn xã còn có cụm công nghiệp Khánh Thượng giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân toàn xã đạt trên 64 triệu đồng một người một năm, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn được đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 0,53%, người dân hài lòng với chương trình xây dựng nông thôn mới.